Xin chào tất cả bạn nha, thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và kích vào xem video này của mình ạ. Thì video này nha, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để các bạn có thể lấy lại được cái tài khoản Facebook của các bạn khi các bạn bị hack, thay đổi số điện thoại cũng như là cái tài khoản Gmail ở trên thiết bị cái tài khoản của các bạn nha. Thì ở đây, các bạn hãy sử dụng cái thiết bị điện thoại mà các bạn đã từng đăng nhập cái tài khoản Facebook của các bạn vào cái thiết bị điện thoại này rồi nha, thì các bạn mới có cái cơ sở để các bạn lấy lại được cái tài khoản Facebook của các bạn ạ. Thì đây các bạn hãy truy cập cho mình vào cái ứng dụng Google Chrome ở trên thiết bị điện thoại của các bạn nha. Thì đây ạ, mình sẽ truy cập vào cái ứng dụng Google Chrome, mình sẽ tìm kiếm, các bạn hãy gõ vào cái ô tìm kiếm đó là m.facebook.com gạch ngang hack cho mình nha. Đây, các bạn hãy truy cập vào cái trang web này cho mình ạ. Đây, các bạn hãy nhìn cái cụm từ mình đánh ra rồi các bạn hãy đánh y chang như mình điền ở đây nha. m.facebook.com gạch ngang hacker nha. Sau khi các bạn đã gõ ra rồi, các bạn ấn ô tìm kiếm ở đây cho mình ạ. Thì dạo gần đây mình thấy là rất nhiều cái trường hợp các bạn bị hack mất cái tài khoản Facebook cũng như là các bạn bị mất cái mật khẩu Facebook, nên là các bạn hãy lưu ý cho mình là các bạn hãy bảo mật cái tài khoản Facebook của các bạn thật chi là kỹ trước khi cái tài khoản Facebook các bạn chưa bị mất nha. Thì ở đây ạ, các bạn đã vào được đây rồi thì các bạn hãy đây các bạn nhìn thấy ạ, báo cáo tài khoản bị xâm phạm, nghĩa là các bạn bây giờ các bạn hãy gửi đi cho mình một cái báo cáo để các bạn có thể lấy lại được cái tài khoản Facebook của các bạn nha. Thì ở đây các bạn hãy kích cho mình vào chữ tài khoản của tôi bị xâm phạm, các bạn kích vào đây cho mình. Đó, thì các bạn nhìn thấy chưa ạ? Ở đây nha, mình có hai cái tài khoản Facebook mà mình đã từng truy cập vào cái ứng dụng ở trên thiết bị điện thoại này rồi, thì nó sẽ lưu lại cái lịch sử mình đã đăng nhập ở cái điện thoại này nha. Thì khi các bạn thấy được lưu lại những cái lịch sử như vậy rồi thì Facebook mới có cơ sở để Facebook cấp lại cho các bạn cái quyền để các bạn có thể truy cập lại vào cái tài khoản đó nha. Thì ở đây các bạn sẽ không kích cho mình vào những cái ứng dụng cũng như là cái tên cái tài khoản Facebook của các bạn, mà các bạn hãy ấn cho mình vào chữ tìm tài khoản của bạn ở đây nha. Các bạn kích cho mình tìm tài khoản của bạn ở đây ạ. Thì nó sẽ ra một cái trang như thế này. Thì nếu nha, cái trường hợp mà các bạn nào mà còn số điện thoại hoặc là còn cái tài khoản Gmail để các bạn có thể tìm kiếm được cái tài khoản Facebook của các bạn thì các bạn hãy nhập vào đây nha. Còn cái trường hợp nào mà các bạn bị hacker hack mất và thay đổi cả số điện thoại cũng như là cái tài khoản Gmail thì các bạn hãy tìm cho mình bằng cách khác. Có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn có thể tìm kiếm cho mình bằng tên cái tài khoản Facebook đó. Nếu nha, cái trường hợp các bạn mà cái tài khoản Facebook của các bạn truy cập vào một cái tài khoản Facebook khác, các bạn tìm vẫn ra cái tên cái tài khoản Facebook của các bạn, thì các bạn hãy nhập cái tên cái tài khoản Facebook bị hack vào đây để các bạn có thể tìm ra nha. Thì nếu các bạn muốn tìm bằng tên thì các bạn hãy kích cho mình vào chữ tìm kiếm bằng địa chỉ email hoặc tên của bạn, thay thế ở bên dưới dòng chữ xanh đấy ạ, các bạn kích vào đây cho mình. Thì nó sẽ hiển thị cho các bạn là nhập, một là cái địa chỉ email thì các bạn không có rồi thì các bạn không nhập. Cái thứ hai là các bạn hãy nhập cái tên cái tài khoản của các bạn vào đây. Thì cái tài khoản Facebook của mình là Bùi Văn Khánh, đang trong tình trạng là bị hacker hack thay đổi số điện thoại cũng như là email, nên là mình chỉ còn cách là mình tìm kiếm bằng tên như thế này. Mình sẽ gõ cái tên cái tài khoản Facebook của mình ra, sau đó mình ấn chữ tìm kiếm ở đây nha. Đó, khi các bạn tìm kiếm bằng tên thì nó sẽ ra rất nhiều cái tên cái tài khoản Facebook khác nhau. Thì các bạn hãy tìm xem đâu là cái tên cái tài khoản Facebook của các bạn, thì các bạn hãy tìm bằng cái ý nha. Mình sẽ quay lại mình hướng dẫn các bạn thêm một cái phần nữa. Nếu là cái trường hợp mà các bạn tìm kiếm bằng tên mà nó không ra cái tài khoản Facebook của các bạn thì các bạn hãy tìm kiếm cho mình tiếp tục, các bạn quay lại nha. Mình sẽ truy cập vào Facebook. Đây, đây mình có một cái tài khoản Facebook khác nha. Mình sẽ tìm kiếm cái tên cái tài khoản Facebook của mình đây, Bùi Văn Khánh đây, mình sẽ kích vào. Khi các bạn tìm kiếm bằng tên không ra nha thì các bạn hãy truy cập vào một cái tài khoản Facebook, các bạn vào trang cá nhân cái tài khoản Facebook của các bạn kia, các bạn kích vào dấu ba chấm ở đây cho mình.
các bạn hãy sao chép cho mình cái liên kết đến trang cá nhân của cái tài khoản đó. Các bạn kích vào sao chép để các bạn có thể tìm kiếm được bằng cái đây nha. Các bạn sao chép nha, rồi các bạn hãy dán cái đường link sao chép của các bạn vào đây. Các bạn dán vào đây. Các bạn lưu ý nha, ở đây nha, các bạn dán vào cái phần mà nhập địa chỉ email và tên đầy đủ nha, không phải là các bạn dán vào phần cái phần tìm số điện thoại đâu ạ. Đó, các bạn dán được xong rồi nha, các bạn ấn tìm kiếm ở đây cho mình. Đó là hai cái phần để các bạn có thể tìm kiếm được cái tài khoản Facebook của các bạn nha. Nếu trường hợp các bạn tìm tên không ra thì các bạn hãy tìm kiếm cho mình bằng đường link liên kết kia. Đó là hai trường hợp. Khi các bạn đã tìm kiếm được cái tài khoản Facebook của các bạn như thế này rồi nha, thì các bạn hãy ấn cho mình phần thử cách khác ở đây ạ. Vì cái phần mật khẩu ở đây thì các bạn đã mất rồi, nên là các bạn sẽ không nhập mật khẩu nha. Các bạn kích vào thử cách khác ở đây cho mình. Rồi thì nó sẽ ra một cái giao diện là nó sẽ yêu cầu là nó sẽ gửi cho các bạn một cái mã đến cái địa chỉ email mà ở trong cái tài khoản Facebook của các bạn. Nhưng mà cái trường hợp đó thì các bạn đã không còn cái tài khoản email kia, nên là các bạn sẽ không thể nhận được cái mã đó nha. Thì các bạn hãy lưu ý, các bạn nhập cho mình cái phần đó là không còn truy cập được vào những thứ này. Các bạn hãy kích cho mình vào cái phần đó, dòng chữ xanh đấy nha, các bạn kích vào đây cho mình. Rồi khi các bạn đã kích vào không còn truy cập được vào những thứ này nha, thì nó sẽ ra cho các bạn cái giao diện như thế này ạ. Thì sau đó các bạn hãy kích cho mình vào phần tôi không thể truy cập vào cái tài khoản của mình nha. Các bạn kích vào đây cho mình. Rồi khi các bạn đã kích vào cái dòng chữ xanh nha, nó sẽ ra cho các bạn một cái giao diện là chúng tôi có thể liên lạc với bạn bằng cách nào nha. Còn ở đây nha, mình lưu ý một vấn đề nữa là cái trường hợp nha, nếu bạn nào tìm cái tài khoản Facebook của các bạn và các bạn kích ở bước trước đó mà nó lại không ra cái giao diện như thế này, nó chỉ ra giao diện là chúng tôi không thể cấp quyền cho các bạn để các bạn có thể truy cập vào đó, nó sẽ hiển thị một cái thông báo như vậy. Nghĩa là cái trường hợp đó là cái link Facebook của các bạn chưa từng được truy cập ở cái thiết bị điện thoại cũng như là cái ứng dụng các bạn đang truy cập đó, thì nó sẽ không cấp quyền cho các bạn đâu nha. Đó là cái lưu ý của mình đối với các bạn. Nếu các bạn đã từng truy cập rồi thì nó sẽ cấp quyền cho các bạn, và nó sẽ yêu cầu là các bạn hãy điền một cái địa chỉ email mới để họ liên hệ với các bạn, và họ sẽ cho các bạn cái chuyển quyền truy cập vào cái tài khoản Facebook của các bạn nha. Thì ở đây các bạn hãy điền cho mình một cái tài khoản Gmail mới mà chưa từng truy cập, cũng là chưa từng tạo một cái tài khoản Facebook nào, thì các bạn hãy điền cho mình vào đây nha. Thì đây ạ, mình sẽ điền một cái tài khoản Gmail mới tinh mà chưa hề truy cập cũng như là đăng ký cái tài khoản Facebook nào ở đây, thì mình sẽ điền vào đây nha. Các bạn cũng lưu ý là các bạn hãy, tốt nhất là các bạn nên tạo cho mình một cái tài khoản Gmail mới mà chưa hề đăng ký cái tài khoản Facebook nào, rồi các bạn hãy cho vào đây cho mình ạ. Sau khi các bạn đã điền xong cái tài khoản Gmail đó, các bạn hãy ấn chữ tiếp tục vào đây cho mình. Rồi khi bạn đã kích vào đó rồi nha, thì nó sẽ cho các bạn hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nó sẽ yêu cầu những người liên hệ đáng tin cậy để có thể giúp bạn có thể lấy lại được cái tài khoản Facebook đó nha. Thì cái trường hợp này nha, thì các bạn nhớ được 3 trong 5 cái người bạn mà các bạn đã từng thêm vào cái tài khoản Facebook của các bạn là cái người liên hệ đáng tin cậy, thì các bạn hãy liên hệ với họ để các bạn có thể là yêu cầu họ là ghé thăm cái đường link truy cập mà Facebook nó cho ở trên đây nha. Thì khi 3 người bạn các bạn ghé thăm vào ở đây rồi thì nó sẽ gửi cho 3 người bạn của các bạn 3 cái mã khác nhau để các bạn có thể nhập vào đây. Khi các bạn nhận được 3 cái mã rồi nha, thì các bạn hãy nhập 3 cái mã vào đây, sau đó các bạn ấn tiếp tục cho mình ạ. Thì các bạn nhìn thấy chưa ạ? Thì nó đã hướng dẫn các bạn rất cụ thể là thứ nhất là gọi cho 3 trong số các người đáng tin cậy hoặc là nói chuyện với họ nha. Nếu mà các bạn cái trường hợp mà các bạn không nhớ được một trong 3 cái người liên hệ đáng tin cậy đó, thì các bạn hãy kích cho mình vào cái chữ tiết lộ địa chỉ liên hệ đáng tin cậy của tôi ở đây nha. Các bạn kích vào đây thì nó sẽ yêu cầu các bạn là nhập một cái tên trong số những cái người bạn liên hệ đáng tin cậy của các bạn. Thì các bạn, nếu các bạn trường hợp các bạn không nhớ nha, thì các bạn hãy nhập cho mình những cái người bạn bè của các bạn mà các bạn cảm thấy là các bạn
có nằm trong những cái danh sách đó, các bạn nhớ mang máng là nó sẽ nằm trong những cái danh sách đó nha. Những người thực sự là các bạn, là những cái bạn bè thân thiết của các bạn thì các bạn hãy nhập vào đây nha. Để nó, khi các bạn nhập được một người đáng tin cậy vào đây thì nó sẽ hiển thị cả 5 người mà các bạn đã từng thêm ạ. Đó đó là cái trường hợp thứ nhất nha. Còn cái trường hợp thứ hai nha thì nó sẽ ra giao diện khác ạ. Thì ở đây nha, thì cái trường hợp thứ hai nha của mình ở đây thì nó bắt mình xác thực bằng 3 đến 5 người bạn. Còn bạn nào nha, nếu Facebook không yêu cầu các bạn xác thực từ 3 đến 5 người bạn, nó sẽ ra cho các bạn một cái giao diện, đó là các bạn hãy nhập tên cái tài khoản Facebook, cũng như là nó sẽ yêu cầu các bạn gửi cho nó một cái tài liệu giấy tờ để Facebook xác minh cái tài khoản của các bạn nha. Thì các bạn hãy nhập đúng cho mình cái tên cái tài khoản Facebook của các bạn vào đó. Sau đó thì các bạn hãy gửi cho Facebook cái mặt trước cũng như là mặt sau cái thẻ căn cước của các bạn, cũng như là một vài cái giấy tờ như là cái bằng lái xe hoặc là thẻ căn cước hoặc là chứng minh thư nhân dân. Các bạn hãy chụp ảnh rồi các bạn gửi lên cho Facebook nha. Thì khi đó Facebook nó sẽ yêu cầu là nó sẽ xác minh cái tài khoản cho các bạn nếu cái giấy tờ của các bạn đúng, cũng như là cái xác thực cái 3 bước 3 đến 5 người bạn của các bạn là chính xác. Thì Facebook nó sẽ gửi cho các bạn một cái đường link và cái địa chỉ Gmail mới mà các bạn vừa thêm ở trước đấy nha. Thì khi các bạn nhận được cái đường link đó thì các bạn chỉ cần vào cái đường link đó, sau đó các bạn hãy xác thực thực cái tài khoản của các bạn và các bạn sẽ đổi cái mật khẩu Facebook của các bạn và các bạn sẽ vào được cái tài khoản Facebook của các bạn nha. Thì đó là cái những cái về sau để các bạn có thể lấy lại được cái tài khoản Facebook của các bạn. Nếu cái trường hợp nha, các bạn mà đã từng đăng nhập cái tài khoản Facebook của các bạn ở trình duyệt này và các bạn đã tìm kiếm được ra như thế này rồi nha, thì mình đảm bảo 80 đến 90% là các bạn có thể lấy lại được cái tài khoản Facebook của các bạn khi các bạn thực hiện đúng như mình hướng dẫn các bạn. Còn cái trường hợp nha mà cái xác suất mà các bạn không thể lấy lại cái tài khoản Facebook thì là do cái tài liệu các bạn cung cấp cho bên Facebook chưa đủ độ để các bạn xác thực được cái tài khoản. Khi Facebook xác thực nó sẽ chưa xác thực cho các bạn thì nó sẽ không cho các bạn lấy tài khoản nha. Thì mình chúc các bạn sẽ sớm lấy được lại cái tài khoản Facebook của các bạn ạ. Nếu các bạn gặp những cái trường hợp gì các bạn có thể bình luận ở dưới video, mình sẽ vào mình hỗ trợ trực tiếp các bạn ạ. Hoặc là các bạn có thể nhắn tin cho mình vào cái đường link Facebook mình để ở phần mô tả của cái video này ạ. Thì cảm ơn tất cả các bạn ạ. Thì các bạn nhớ ấn like cũng như là đăng ký kênh, cũng như là các bạn ấn nút chuông bên cạnh để các bạn có thể nhận được những cái thông báo mới nhất từ video mình làm ra nha. Thì cảm ơn tất cả các bạn ạ.